Chiều ngày 12 tháng 9, Chánh văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai Phạm Đức Luận đã ký công văn số 342 đề nghị các tỉnh, thành phố ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ triển khai kế hoạch ứng phó một đợt mưa lớn diễn ra từ ngày 12 đến ngày 14 tháng 9 có lưu lượng lên tới 150-200mm. Cơ quan này đề nghị các địa phương trong khu vực được cảnh báo cần theo dõi diễn biến mưa lớn, ngập lụt, lũ, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt hại. Triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di dời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu, lũ quét, sạt lở đất. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 12 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9, khu vực Bắc Bộ sẽ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to, phổ biến 50-120mm, có nơi trên 200mm. Bắc Trung Bộ có mưa 50-100mm, có nơi trên 150mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập lụt tại các khu vực trũng, thấp. Dự báo lũ trên thượng lưu sông suối tại Bắc Bộ, Thanh Hóa có khả năng đạt báo động 1. Ngày 12 tháng 9, ông Lữ Văn Khởi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An, tỉnh Long An cho biết, chính quyền địa phương vừa mời làm việc đối với các hộ dân sống xung quanh khu vực hàng rào bảo vệ đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương về vấn đề cắt phá hàng rào cao tốc, đồng thời yêu cầu các hộ dân này viết cam kết không vi phạm. Theo ghi nhận, từ khi đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương ngừng thu phí, hàng rào bảo vệ tuyến cao tốc này bị người dân cắt phá, tạo lối lên xuống đường để buôn bán, đón xe khách và di chuyển lối tắt lên trạm dừng chân trên cao tốc, gây tiềm ẩn tai nạn giao thông trên tuyến đường này. Đoạn từ cầu Bắc qua sông Vàm Cỏ Đông, xã Thạnh Đức, huyện Bến Lức, Long An đến xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang có hơn 100 điểm lớn, nhỏ hàng rào bị cắt phá. Nhiều đoạn bị tháo dỡ toàn bộ bu lông khiến khung hàng rào dài 2 mét bị ngã nghiêng, đây cũng là nơi người dân đổ rác thải. Tương tự, khu vực xã Tân Lý Tây, Tân Lý Đông, cầu vượt số 9 thuộc huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang cũng có rất nhiều vị trí hàng rào bị cắt phá. Các đoạn cầu cạn vượt sông Vàm Cỏ Đông, xã Thạnh Đức, Bến Lức và Vàm Cỏ Tây, xã Hướng Thọ Phú, thành phố Tân An, người dân chăn thả gia súc, gia cầm, trồng rau. Ra vào khu vực cấm, khu vực nguy hiểm, thậm chí nhiều người sử dụng hành lang bảo vệ cao tốc làm bãi chứa hàng hóa. Nghiêm trọng nhất là ở hai đầu đường dẫn trạm dừng nghỉ Châu Thành thuộc địa bàn xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, có trên 20 điểm hàng rào bị cắt phá, tạo thành lối mòn lên xuống đường cao tốc. Chiều ngày 12 tháng 9, ông Huỳnh Trọng Quang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pa, tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị đã báo cáo lên Ủy ban Nhân dân huyện sự việc người dân tụ tập tại gốc cây si ở khu vực chợ Nghĩa Hưng để cầu nguyện. Theo ông Huỳnh Trọng Quang, cây si nói trên có từ hàng chục năm khi thành lập chợ. Sau thời gian sinh trưởng, cây to, rợp bóng, đè lên mái tôn. Cây có nguy cơ gãy nhánh nên cách đây một tháng, ban quản lý chợ đã cho tỉa cành. Đến ngày 10 tháng 9, một tiểu thương nhìn thấy mặt cây có hình thù giống mặt người rồi quay, đăng lên mạng xã hội. Sau đó, một số người suy diễn mặt cây giống mặt Chúa Giêsu nên đem hoa, quả đến gốc cây cầu nguyện. Trước tình hình đó, xã đã đề nghị người dân không đặt hoa, quả dưới gốc cây để cúng vì đây là khu vực chợ chứ không phải nhà thờ. Trong văn bản báo cáo Ủy ban Nhân dân huyện, Ủy ban Nhân dân xã Nghĩa Hưng đề xuất cho di dời cây si ra khỏi khuôn viên chợ để tránh tụ tập đông người, gây ảnh hưởng buôn bán và an ninh trật tự tại chợ. Ngày 12 tháng 9, Tòa Gia đình và Người chưa thành niên, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại quán Ốc Hương ở quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nêu quan điểm luận tội và đề nghị mức án đối với 94 bị cáo về các tội hủy hoại tài sản, gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích. Sau phần xét hỏi, đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân nhận định hành vi của các bị cáo gây mất an ninh trật tự, nguy hiểm cho xã hội, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng, tài sản của người khác, nên đề nghị hội đồng xét xử tuyên cách ly cả 94 bị cáo ra khỏi xã hội một thời gian để răn đe. Trong đó, bị cáo Mai Nguyễn Xuân Thành, Dương Đại Trí đã có hành vi rủ rê, tập hợp đồng phạm và hô hào chém nhau nên đề nghị đối với bị cáo Thành từ 9 đến 12 năm tù và Trí từ 10 đến 13 năm tù về 3 tội danh cố ý gây thương tích,
hủy hoại tài sản và gây rối trật tự công cộng. Đối với 92 bị cáo còn lại, Viện Kiểm sát Nhân dân đề nghị mức án từ 3 năm 6 tháng tù đến 11 năm tù. Chiều ngày 12 tháng 9, Cục Quản lý Thị trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đội quản lý thị trường số 5 vừa phối hợp với Công an phường 14, quận 5 tiến hành kiểm tra điểm kinh doanh đồ chơi trẻ em trên đường Châu Văn Liêm và phát hiện khoảng 1.500 chiếc lồng đèn không rõ xuất xứ, không đảm bảo an toàn sử dụng. Trước đó, đội quản lý thị trường số 4 phối hợp với Công an phường 7, quận Phú Nhuận kiểm tra điểm kinh doanh thực phẩm trên đường Hoa Sứ, phát hiện hơn 400 bánh trung thu trứng chảy, loại 6 cái một hộp 330g, nhãn hiệu Trung Quốc, không ghi xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ. Bên cạnh đó, trong quá trình kiểm tra đột xuất, đội quản lý thị trường số 17 phát hiện một điểm kinh doanh thực phẩm bánh kẹo trên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, quận Bình Thạnh, có hơn 200 bánh trung thu, loại 50g một cái, 6 cái một hộp, không hóa đơn chứng từ, trên sản phẩm có chữ nước ngoài, không hồ sơ công bố an toàn thực phẩm,